Thị trường sau chuỗi ngày dài bị đè nén về chỉ số và nó gây ra một cái trạng thái tâm lý cho đa số nhà đầu tư, đó chính là một cái trạng thái chán nản à và muốn rời bỏ khỏi thị trường. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta ngày 17 tháng 9 đã có một cái phiên mà nó đã có một cái trạng thái bật tăng lên rút chân tương đối là mạnh, 19 điểm. Và cái thanh khoản của ngày hôm nay nó cũng có cái sự cải thiện và nó thể hiện cho một cái trạng thái là lực cầu bắt đầu quay trở lại. Thì đây nó là một trong những cái tín hiệu tốt của thị trường và nó là một trong những cái điểm mà nó có thể là điểm xoay chiều, một cái điểm đảo chiều của thị trường sắp tới. Vậy thì trong giai đoạn sắp tới, cổ phiếu nào sẽ là cái cổ phiếu tầm ngắm và đâu nó sẽ là những cái cổ phiếu mà chúng ta tầm ngắm cho siêu cổ mà trước đó mình đã chia sẻ với các anh chị rồi. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp hai thắc mắc. Đầu tiên đó chính là phân tích về cái phiên, về cái thời điểm đảo chiều của thị trường và thứ hai là tốt những cổ phiếu mà nó sẽ bùng nổ mạnh. Nha. Ok ạ. Thì à, lần đầu tiên thì cho mình gửi lời chào đến các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của công minh. Ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường nó có một cái phiên rút chân tương đối là mạnh. Đấy. Và cái phiên này gần như là nó kéo lên đúng không? Nó kéo lên và nó lấp đi hết bốn phiên gọi là ảm đạm ngày gần đây. Được chưa? Và quan trọng là chúng ta nhìn ấy, thanh khoản của thị trường nó có cái sự cải thiện. Mọi hôm ở những cái phiên này này nó chỉ khoảng 10.000 tỷ thôi. Đấy thì ngày hôm nay nó quanh quanh 13,5.000 tỷ. Được chưa? 13,5.000 tỷ. Và giá trị của nhà đầu tư nước ngoài giao dịch ấy thì ngày hôm nay cũng mua dòng, được chưa? 500 tỷ nước ngoài mua dòng 5 tỷ thì đấy nó là những cái tín hiệu nó tương đối là tích cực đối với thị trường này nhé. À, nhiều anh chị hỏi là cái phiên này này của chúng ta, ấy, ok nó mở biên tốt nhưng mà nó đi kèm với thanh khoản nó thấp đây này, nó thể hiện bằng cái cây nến, à, cái cây thanh khoản tăng lên nó không ở mức cao hơn trung bình thì nó có phải là những cái trạng thái mà gọi là bull chát và hồi phục, hồi phục uh, kỹ thuật hay không? thì mình cũng có chia sẻ với các anh chị là trong những cái nhịp mà nó hồi lên đầu tiên này này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy được những cái vùng thanh khoản nó lớn ở đây đâu được chưa? trừ khi nó là những cái thời điểm mà nó hoảng loạn nhá trừ khi nó là cái thời điểm hoảng loạn còn trong những cái cú mà thị trường nó đang bị đè nén về tâm lý này này được chưa và nó đang làm sao nó đang ép những cái lực cung còn sót lại nó phải ra ấy. thì những cái vùng này chúng ta thấy là lực cung gần như là nó cạn kiệt nhá nên là những cái phiên mà thị trường của chúng ta nó có quay trở lại của cái cái lực cầu này thì gần như là toàn là những cái lực cầu mà nó nó kéo vào thôi nhá chứ cái lực cung bán ra thì gần như là nó đang đang cạn kiệt đi rồi nên là cái phiên này này thì mình đánh giá nó là một cái trạng thái tích cực, nhá. Về thanh khoản nó cũng là tích cực, được chưa? Đấy, chúng ta nhìn này, trong những cái thời điểm này, đúng không? Làm sao đòi hỏi được những cái thời điểm này là thanh khoản của nó sẽ 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 bùng nổ lên, được chưa? Thanh khoản mà bùng nổ lên thì nó cũng đi kèm với với hai điều. Thứ nhất là lực mua khỏe, nhưng mà thứ hai đó chính là lực bán nó cũng phải khỏe, đúng không? Đấy, đấy, lực bán nó cũng tính vào thanh khoản này cơ mà, được chưa? Đây ví dụ như trong phiên này là một phiên bùng nổ nhá thì bản chất ở cái phiên này này là chúng ta thấy là cái lực cung ở đoạn này nó vẫn còn nhiều, nên là nó vẫn còn vẫn còn bán ra và lực cầu thì nó khỏe thì nó lại hấp thụ vào được chưa nó sẽ tạo thành một cái vùng thanh khoản lớn nhưng mà cái vùng này chúng ta thấy chỉ cần một cái lực cầu nhẹ và vừa đủ thôi nhá nó cũng đủ để kéo chỉ số này đi lên được chưa thì đồng nghĩa với việc là cái vùng này cái lực lực cung của chúng ta gần như là cạn kiệt rồi được chưa đấy nên là bảo là yêu cầu ở cái vùng này thanh khoản lớn thì gần như là là khó nhá là khó đấy vào những cái trạng thái mà nó hồi phục uh, như thế này thì mình đánh giá là là tốt rồi nhá chứ không cần thiết là nó phải là một phiên mà nó có thanh khoản lớn ví dụ như là thời điểm này cũng thế này được chưa phiên trước những cái đoạn trước là những cái đoạn mà gần như là nó bị đè nén về chỉ số được chưa và nó là những cái trạng thái mà lực cung gần như là bị cạn kiệt thì sau đó chúng ta sẽ có những cái cú rút chân và phục hồi được chưa thì nó cũng chỉ là những cái cú rút chân và phục hồi với thanh khoản đấy nó ở cái mức thấp thôi được chưa đấy, nhưng mà nó quan trọng nó sẽ phải là chúng ta phải xem xét là cái lực cầu nó vào của thị trường này nó có tốt hay không đấy thì mình thấy là những cái trạng thái này nó có cái trạng thái của lực cầu quay trở lại thì trước mắt nó là một trong những cái điểm đảo chiều đầu tiên của thị trường đấy khi mà mình đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều trong những cái cái video trước đây này trong xuyên suốt tuần vừa rồi thì mình có chia sẻ với các anh chị về những cái trạng thái mà thị trường này nó bị rũ mạnh ấy, nó sẽ là một cái điều tất yếu được chưa đấy và nó sẽ làm sao nó sẽ còn đánh cho các anh chị bị phân vân giữa việc là mua hay là bán hay là nó sẽ đánh cho các anh chị thật sự là chán nản à? đấy và sau khi chán nản à xong ấy nó sẽ bắt đầu nó sẽ có những cái điểm đảo chiều đấy và từ những cái điểm đảo chiều này và sau đó ấy, nó sẽ bắt đầu nó có những cái trạng thái của sóng ngành hay là siêu cổ phiếu nó sẽ bùng nổ đi lên đấy thì chúng ta phải chú ý trong giai đoạn này nha nó đang là những cái trạng thái của thị trường nó là một cái điểm đảo chiều rồi đấy thưa chị các anh chị phải chú ý thật sự cho mình nha đấy còn các anh chị nào mà có theo dõi kênh của mình ấy, thì cũng không quá là lạ về cái uh, cái kịch bản và cái form này mà mình chia sẻ với các anh chị rồi đúng không ạ đấy uh, từ những cái lúc mà thị trường nó bị đè nén chỉ số này về những cái vùng một 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 tám mươi và nó có một cái trạng thái gọi là cao chào bán thì mình có phân tích với các anh chị là cái thời điểm cao trào bán này này là thời điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể đặt cược được từ 10 đến 20% để chúng ta lấy vị thế trước được chưa? Đấy đến khi mà nó làm sao? Nó hồi chúng ta sẽ ăn được một cái nhịp hồi. Được chưa? Và sau đó thị trường này, nó có những cái phiên gọi là gì? Bùng nổ theo đà và nó có những cái nhịp phục hồi đi lên. Thì tại những cái vùng mà nó ở đỉnh này này thì mình cũng có chia sẻ với các anh chị là những cái vùng này thì chúng ta tuyệt đối không mua. Còn các anh chị nào mà có vị thế nó không gọi là quá là sắc nét ấy, nó không là những cái vùng mà gọi là trước khi bùng nổ ấy, thì các anh chị nên chủ động chốt để làm sao để giữ được một cái trạng thái tài khoản an toàn và chuẩn bị cho một cái cú thị trường nó điều chỉnh. Đấy bởi vì những cái cú điều chỉnh này này nó là một cái trạng thái tất yếu mà mình đã có phân tích với các anh chị rồi. Đấy, khi mà thị trường của chúng ta nó hồi phục lên các anh chị để ý này, cái nhịp hồi phục lên nhá, nó đi kèm với thanh khoản. Ok, nó đi kèm thanh khoản lớn, nhưng mà sau đó này thì gần như là bảy phiên thị trường đi ngang ở trên đỉnh. Đấy nơi mà lực cung nó rất là nhiều và chúng ta thấy là thanh khoản cứ cạn kiệt đi dần, đồng nghĩa với việc là lực cầu của chúng ta đang rất là yếu, nó không sẵn sàng mua ở những cái vùng giá cao này, được chưa? nên là sau đó này thị trường nó bị điều chỉnh là tất yếu đúng không ạ? đấy lực cung thì nhiều, lực cầu thì yếu dần đi, thì chắc chắn là nó sẽ phải có những cái cú điều chỉnh rồi. đấy, còn điều chỉnh phải bao nhiêu thì đoạn đấy mình cũng có chia sẻ là mình thật sự mình không biết, nhưng mà cái quan trọng ấy, là những cái cú điều chỉnh này nó không đi kèm với trạng thái thanh khoản nó bị bung ra, là một cái điều tốt nhất, được chưa? Đấy và thị trường nó cứ điều chỉnh ấy, nó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta có thể bắt đầu giải ngân với những cái điểm mua mà mình đã chia sẻ với các anh chị rồi. Được chưa? Và đến hiện tại thị trường nó đang đi theo đúng cái kịch bản mà mình mình có trao đổi với các anh chị nhá. Đấy. Và vậy thì sau sau khi mà thị trường nó có một cái trạng thái điều chỉnh xong này và nó có những cái phiên mà gọi là tín hiệu đầu tiên cho một cái cú đảo chiều thì nó cho chúng ta những cái dự kiện gì? Đây. Trong dung khuyến nghị thì mình cũng có uh, chia sẻ với các anh chị về uh, một cái buổi training đúng không? Một cái buổi training nội bộ để chia sẻ với các anh chị về cái vận động của thị trường nhịp vừa rồi cũng như là kịch bản cho chúng ta trong tuần tới để chúng ta sẽ có được một cái sự chuẩn bị nó tốt nhất được chưa? Và chúng ta sẽ mua những cổ phiếu nào và đánh những cổ phiếu nào thì mình đã chia sẻ với các anh chị hết rồi. Đây này. À, với cái vận động trong tuần vừa rồi thì chúng ta càng có thêm dữ kiện là thị trường này nó đang ở một cái pha test là một cái điều tất yếu, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta nhìn đây này, quan trọng vậy là chúng ta phải thấy được là cái pha test này nó cho chúng ta những cái dữ kiện gì cái dữ kiện thứ nhất mà pha test này nó cho chúng ta đó chính là một cái pha rũ từ 1290 về 1250. Thì thanh khoản của chúng ta nó từ những cái vùng trung bình về vùng thấp, nghĩa là lực cung nó đang cạn kiệt dần. Đấy chưa? Đấy thì chúng ta thấy này, sau khi mà nó cái pha điều chỉnh này, một cái pha LPS. nhá. Mục đích của một pha LPS là nó sẽ phải test cung. Thì chúng ta thấy có kết quả đó chính là lực cung cạn kiệt thì nó là một tín hiệu tốt nhá. Đấy. Và thứ hai này, nó có những cái phiên mà rũ này Đấy, những cái phiên rũ này, những cái phiên rũ này, những cái phiên rũ này thì nó thể hiện cho chúng ta một cái trạng thái là gì? Nhà đầu tư yếu kém đang bị rũ bỏ khỏi cái thị trường này. Đấy khi mà họ sẽ là những người mà gọi là đu đỉnh ở trên này hoặc là những cái người mà uh, mua ở những cái vùng mà nó không phải là những cái vùng mà nó đẹp ấy thì chắc chắn là trong một cái nhịp mà thị trường nó ảm đạm và cái thị trường mà nó cứ cắt dần cắt dần ấy, đúng không? Thì chắc chắn là nhà đầu tư yếu kém sẽ phải làm sao? Sẽ bị rũ bỏ hết khỏi thị trường này. Đấy, nên là uh, sau khi mà thị trường nó test lại thì chúng ta thấy là chúng ta có được những cái cái dữ kiện đó chính là lực cung nó đã yếu dần rồi đúng không ạ và những nhà đầu tư yếu kém cũng đã bị rũ bỏ rồi thì bây giờ cái điều còn thiếu duy nhất nó chính là một cái thời điểm chín mùi để dòng tiền lớn nó dần đổ vào thị trường được chưa thông qua các cổ phiếu leader và nhóm ngành đấy thì chúng ta thấy này đúng không chúng ta thấy này cái phiên ngày hôm nay nó là một cái phiên mà nó bắt đầu nó có cái lực cầu quay trở lại đấy thì nó là một trong những cái tín hiệu rất là tốt đối với thị trường này nhé và đấy nó là một trong những cái dữ kiện để mình có thể tự tin với thị trường này là nó sẽ bắt đầu nó vào một cái nhịp nhịp kéo lên trước đã đấy trước tiên nó sẽ là một cái nhịp kéo còn để cái nhịp này nó có phải là một cái nhịp vào uptrend hay không ấy chúng ta sẽ phải xem xét là trong nhịp này dòng tiền nó có đổ dần đều vào thị trường hay không và cái nơi mà dòng tiền nó đổ vào ấy nó có phải là những cổ phiếu leader và những cái sóng ngành dẫn dắt thị trường hay không đấy bởi vì mình cũng có chia sẻ với các anh chị uh, rồi đó chính là để thị trường này nó vào một cái con sóng mạnh ấy, là nó phải đi kèm với thanh khoản rất là lớn đúng không ạ đấy nó phải có thanh khoản lớn thì thị trường này nó mới vào sóng uptrend được còn để thanh khoản còn để thanh khoản mà nó lớn được ấy thì nó phải có một cái nơi chứa được thanh khoản đúng không đấy và cái nơi chứa đấy nó phải là những cái sóng ngành nó phải là một cái sóng ngành đấy chứ một cổ phiếu hai cổ phiếu kéo thị trường lên không ăn thua nhé mà nó phải là một cái sóng ngành nơi mà dòng tiền có thể đổ hàng loạt hàng loạt vào. Đấy thì lúc ấy nó mới kéo được thị trường lên bền vững. Giống như là trong những nhịp này. Chúng ta nhìn này, sau một cái nhịp thị trường nó bị đi Hà nhá. Sau đó này, lực cầu quay trở lại dần dần và quan trọng cái thời điểm đấy, lực cầu tìm ra được nhóm banh là một trong những cái nhóm hút tiền tốt và sau đó dòng tiền cứ thế đổ dần đổ dần vào banh thì lúc đấy thị trường của chúng ta nó mới vớ, nó mới có một cái nhịp áp trend đúng không ạ? Hay là những cái nhịp này các anh chị để ý này, sau một cái thời điểm thị trường nó bị đè nén về tâm lý rất là chán nản, đúng không ạ? Đấy, các anh chị nào có đánh ở thời điểm này là biết à. Đấy, và mình cũng có phân tích với các anh chị thời điểm này, thời điểm của chúng ta ấy, nó đang giống tương đối với cái thời điểm này. Đấy là thị trường cũng bị đè nén về tâm lý. Và thời điểm này chúng ta nhìn ấy là những cái trạng thái lực cung nó bị bung nó không bị bung thanh khoản ra. Nghĩa là sao? Nó đang thể hiện một cái trạng thái ảm đạm và lực cung cạn kiệt dần. Đấy nên là nó chỉ cần có những cái lực cầu nhẹ thôi nó cũng đủ để kéo thị trường này đi lên nhá. Và quan trọng là chúng ta nhìn này là cái lực cầu ở cái đoạn này này nó vào ấy, là nó phải vào gọi là đều đều và nó phải có một cái nơi để chứa cái lực cầu đấy. Đó chính là sóng ngành. Đấy và cái thời điểm này, sóng ngành dẫn dắt thị trường đi lên là sóng chứng khoán. Đúng không ạ? Đấy, thì phải có một cái sóng thì nó phải có một cái ngành chứng khoán nó chứa đủ tiền ấy thì nó mới kéo được thị trường này đi lên. Chứ bây giờ mà bảo là thị trường này này, đấy, mặc dù thanh khoản cũng cũng đổ vào tương đối là khỏe nhưng mà nó không có sóng ngành dẫn dắt, đúng không? Nó không có một cái nơi hút tiền và nó là một cái nơi chứa tiền để kéo thị trường này đi lên thì làm sao? Đấy, sau đó này, lực cầu nó cạn kiệt dần đúng không cạn kiệt dần nó không sẵn sàng mua ở giá cao nữa bởi vì một cổ phiếu kéo lên ấy, thì đến một thời điểm nó cũng sẽ đến một cái vùng giá rất là cao và lực cầu nó không sẵn sàng mua được nữa ví dụ này như là những cái thời điểm mà fpt kéo thị trường đi lên ấy, thì các anh chị thấy là nó sẽ kéo được một thời điểm thôi đúng không nó sẽ kéo được một thời gian thôi đấy chứ nó không kéo được mãi bởi vì một cổ phiếu fpt làm sao nó có thể hút được một lượng tiền rất là lớn được đúng không ạ đấy kể cả nó là một cổ phiếu leader của thị trường nhưng mà nó không thể nào nó hút được rất nhiều tiền Đấy. Bởi vì càng hút nhiều tiền thì giá nó càng cao và đến một thời điểm cao nhất định thì không ai sẵn sàng mua được nó nữa. Nhá. Nhưng mà một sóng ngành đi lên ấy, thì làm sao? Thì nó sẽ hút được một lượng tiền tương đối là lớn. Đấy. Nên là trong giai đoạn này chúng ta sẽ xem xét cho mình là đâu nó sẽ là sóng ngành giá ra thị trường. Và mình đang đặt cửa cao vào nhóm bất động sản. Đấy. Mình cũng có phân tích với các anh chị cuối tuần trước rồi đúng không? Là chúng ta thấy là chứng khoán nó có bật lên ấy, nhưng mà nó không đi kèm với việc là thanh khoản bật lên và nó cũng không đi kèm với việc là nó kéo thị trường đi lên của cái phiên ngày thứ sáu đúng không ạ và phiên ngày hôm nay cũng thế nhá chứng khoán cũng là một trong những nhóm mà nó bật lên trước thị trường nhưng mà chúng ta nhìn đấy cái thời điểm chứng khoán nó bật lên ấy, thị trường nó chả có một cái 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 sức sống gì nó vẫn chưa có một sức sống gì nhưng mà đến lúc những cái cổ phiếu bất động sản nó bật lên đúng không thị trường bắt đầu thấy được cái sự cải thiện nhất định đấy. thì mình đánh giá là trong giai đoạn này chúng ta phải tập trung cho mình vào cái nhóm uh, cái nhóm uh, nhóm ngành đó chính là nhóm bất động sản nhé nó có thể nó sẽ là một cái nơi chứa tiền tốt để kéo thị trường này đi lên đấy thì đấy là là tổng quan về thị trường để chúng ta hiểu được thị trường này của chúng ta đang ở đâu nhá đấy à, còn đây này còn minh đã chia sẻ với các anh chị ở trong du khuyến nghị rồi đấy về cổ phiếu ấy các anh chị nào mà có đồng hành với mình trong cái giai đoạn vừa rồi ở trong du khuyến nghị thì mình đã đề cập với các anh chị về những cái điểm mua nó rất là rõ ràng ngày hôm nay thì mình sẽ public luôn đấy những cái cổ phiếu này ví dụ như là mwg mình cũng có chia sẻ với các anh chị từ những cái vùng đây về những cái vùng 65 66 này nó sẽ là một cái vùng gom mà chúng ta phải gom mạnh nhất đi chợ nó sẽ là cái vùng mà khả năng là nó sẽ chiết khấu về về mạnh nhất và những cái vùng này nó sẽ rất dễ bật lên hay là NAB này đúng không từ 15.3 đến 15.6 bây giờ là nó đã bật lên rất là mạnh rồi đấy hay là HDG này đúng không đấy hay là DPG này đấy 51 đến 52 đúng không nó là một trong những cái vùng gom đấy hay là DXG này đúng không 14.5 đến 15 đấy hay là DPM này hay là Masan này 7374 ngày hôm nay cũng bật lên rất là tốt. Hay là HCM này 28 đến 28 2. Đấy, nhiều anh chị rất là thích đu ở những cái vùng trên này, này trên 29 nhá. Nhưng mình có khẳng định với anh chị rồi là đối với những con HCM này, này, nhá, nó cứ rũ về những vùng dưới thì mình mới bắt đầu sẵn sàng mua gom nhá. Còn nó cứ treo lơ lửng ở trên ấy thì mình không mua đâu. Đấy khẳng định với các anh chị luôn. Đấy và trong dù khuyến nghị thì mình cũng đề cập những cái vùng gom như vậy nên là anh chị nào mà gọi là tuân thủ được ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua được những cái vùng giá rất là tốt. CTG thì chưa mua được nhá. Còn TNG với lại PNG thì những cổ phiếu này gom được rồi nhưng mà nó không đi theo đúng kế hoạch thì mình cũng đã báo các anh chị làm sao? Cơ cấu để làm gì? Để dùng cái tiền này chúng ta mua những cái cổ phiếu khác nó về những cái vùng gom, đúng không ạ? Đấy ví dụ như là TNG này, PNG này đã báo với các anh chị cơ cấu từ tuần trước để chúng ta sẵn sàng trong một cái nhịp này có thể mua được MWG chẳng hạn, hoặc là DG hoặc là DPG hoặc là HDG chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dành cái cơ hội đấy cho những cái cổ phiếu khác nó có cơ hội tốt hơn. Đấy chứ những cái cổ phiếu này nó về những cái vùng này khá là lâu rồi nhưng mà nó cái trạng thái của nó đánh lên nó không được đẹp thì mình có chia sẻ với các anh chị rồi thì đấy là về cái danh mục nhá về cái danh mục mà mình đã chia sẻ với các anh chị rồi đây hay là trong ngày hôm nay này đấy có một số rất là nhiều anh chị hỏi mình buổi sáng ngày hôm nay là thị trường này có nên thoát không thấy nhiều nơi người ta anh sợ rũ tiếp quá đây sợ rũ tiếp quá và nhiều nơi người ta gọi là gì người ta hô sập nên là nhà anh chị nhà đầu tư rất là lo thì mình có chia sẻ với các anh chị này đấy anh có xem video định hướng ở trong du khuyến nghị của em không đấy và cái file chiến lược ấy Đấy, với cái pha giảm thế này thì chúng ta nhìn vào chỉ số ấy, thì rất là sợ nhưng mà bản chất ấy, những cái phiên này nó không có cái gì cả nó chỉ là những cái trạng thái mà nó đè nén về chỉ số thôi đấy rũ tiếp về chỉ số mà thanh khoản nó không bung ấy thì càng khẳng định là thị trường này nó đang ở cái vùng chán nản và nhà đầu tư ôm hàng giá cao sẽ phải thoát dần do chán nản nhá nên là đoạn này rũ nhanh ấy. mà nó kết cung thì nó sẽ hồi nhanh và sau cầu vào ấy cầu vào nhẹ nó cũng có thể kéo được thị trường này đi lên thanh thoát được đấy chưa đấy thì đấy là những cái gì mà mình đã có chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư trong trong zoom khuyến nghị đây là những cái file mà uh, về kịch bản này này đúng không đây là những cái file kịch bản ở trong cái buổi trên nội bộ là mình đã chia sẻ rồi nên là nếu mà các anh chị nào ấy mà muốn tham gia vào zoom nội bộ và zoom khách hàng để chúng ta sẽ có được những cái thứ nhất là những cái danh mục điểm mua này này trong đoạn tới nhá. trong đoạn tới là mình sẽ cập nhật cái danh mục điểm mua mới bởi vì là danh mục điểm mua này gần như là nó đã chạm về những cái vùng mua hết rồi đấy chưa đấy thì trong giai đoạn tới là mình sẽ cập nhật về danh mục điểm mua mới. Đấy, cái đoạn này là cập nhật từ ngày 27 tháng 8. Đến bây giờ là cũng ngày 17 tháng 8 rồi đúng không? À 17 tháng 9 rồi. Đấy, thì bây giờ gần như là những cái vùng gom mà mình đề cập ấy, nó đều về, đúng không? Và nó đều nếu mà ai gom tuân thủ thì đều chắc chắn là đều có lãi chứ không bị bị lỗ được. Đấy là điều chắc chắn. Đấy, và thứ hai đó chính là trong du khuyến nghị thì mình cũng sẽ có có những cái buổi trên hình nội bộ để các anh chị sẽ có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường và chúng ta sẽ có được cái sự chủ động nhất định và những cái điểm mua được chưa đấy các anh chị phải hiểu được cái phương pháp thì lúc đấy các anh chị đánh ấy nó mới nó mới hiệu quả đúng không ví dụ này như là trong cái cái file chiến lược ấy thì mình có đề cập với các anh chị đúng không là cái này là mình đã đề cập từ những cái ngày mùng chín tháng chín rồi cơ đấy thị trường này có thể là nó sẽ điều chỉnh rung lắc về một hai năm x hoặc thậm chí là sâu hơn nữa đúng không ạ thì chúng ta sẽ phải kê cho mình những cổ phiếu nào đấy ví dụ này chúng ta sẽ kê những cái cổ phiếu nhóm một Đấy, cổ phiếu nhóm một là những cổ phiếu nào thì các anh chị phải phải vào dung khuyến nghị thì mình mới mới sâu ra cho các anh chị là đâu là những cái cổ phiếu nhóm một là những cái cổ phiếu mà mà chúng ta tầm ngắm ở trong cái nhịp này đấy ví dụ như là DG này đúng không PDR này HCM này đúng không đấy CTG này MWG này FTS này BSI này đấy hay là trong hay là có cả BVS các thứ nữa hay HTG này KDH này DPG này MASA này BSR này, được chưa nó đều là những cái cổ phiếu mà mình có đề cập là trong cái nhịp điều chỉnh này đấy càng rũ chúng ta càng gom đúng không ạ không cần quan tâm đến chỉ số nhá miễn là thanh khoản không bị bung thì điều chỉnh là cơ hội để chúng ta gom cứ gom đủ thì thôi trong cái dịp này không cần phải sợ được chưa thì đấy nó là một trong những cái cái điều mà mình đã chia sẻ với các chị nhiều rồi đây hay là trong thứ sáu này đúng không tuần trước này thì mình cũng có đề cập này là thị trường của chúng ta nó kết phiên như này thì rất là đáng kỳ vọng cho tuần sau thì mình có đề cập là trong tuần sau thì khả năng là nó sẽ bắt đầu nó sẽ có những cái lực cầu quay trở lại Đấy, và phiên chiều thứ sáu thì mình cũng đã bắt đầu thấy có cái chút lực cầu nó đẩy vào dòng bất động sản thì đây nó sẽ là cái nhóm mà chúng ta cần tập trung nhiều nhất được chưa và một cái điều chú ý này nếu sang tuần sau có phiên xác nhận cầu vào thì chúng ta sẽ đẩy một trăm phần trăm danh mục được nghĩa là sao chúng ta sẽ đánh full được đấy còn trước đó chúng ta đánh 70% mươi phần trăm nhá đấy tng có gom nhưng không đi đúng kỳ vọng này hạ đúng không ạ à? đấy anh chị em có thể gom thêm atc cho mình hdg kdh dpg đấy, đấy là cái phiên thứ sáu nhá Thế thì ngày hôm nay chúng ta nhìn này. KDH thì sao? Đúng không? Bật từ những cái vùng nền này, này đi lên. DPG thì sao? Đúng không ạ? Đấy. Ngày hôm nay DPG là một trong những cổ phiếu bất động sản đầu tiên nó bùng nổ lên nhá. Con này sẽ có nhiều điều để phân tích, tí nữa mình sẽ phân tích cho các anh chị. Thậm chí con này nó sẽ là một trong những siêu cổ sắp tới nhá. Đấy chúng ta phải chú ý. Hay là HDG đấy, là những cổ phiếu mà chúng ta đề cập với nhau là mua ở vùng ATC được chưa? Đấy thì các anh chị thấy là nếu mà chúng ta có được một cái kế hoạch rõ ràng kế hoạch rõ ràng và những cái điểm mua phù hợp thì gần như là những cái nhịp này các anh chị không bao giờ các anh chị bị dính bởi những cái nhịp điều chỉnh cả và gần như các anh chị không bao giờ bị ở những cái trạng thái mà gọi là lo lắng với thị trường này cả đấy em chia sẻ thật với các anh chị là trong những cái lúc mà thị trường nó bị đè nén về chỉ số này, này nhá nhiều cổ phiếu em mua từ những cái vùng này, này đến những cái đoạn này rung dũ em kệ luôn gần như là em không không quan tâm nó bởi vì là những cái cổ phiếu đấy gần như là nó không bị điều chỉnh quá nhiều hay là trong những cái nhịp mà thị trường nó bị rũ từ một hai chín về một nghìn nhá thì những cái cổ phiếu mà em có chia sẻ với các anh chị này những cái cổ phiếu như là đâu rồi đây đúng không chúng ta nhìn này những cái cổ phiếu như là HDG này gần như là nó có bị điều chỉnh mấy đâu không bị điều chỉnh mấy nhá hay là DPG này đi chợ hay là KDH này đi chợ nếu mà chúng ta mua ở những vùng đúng thời điểm thì sao gần như là chúng ta không bị ảnh hưởng gì quá nhiều đấy thì nó là những cái những cái cổ phiếu mà mình đánh giá chúng ta phải lựa chọn được những cái điểm mua nó tốt đấy thì chúng ta mới tránh được những cái thời điểm mà nó nó bị rung lắc như thế này đấy chưa hay là chủ nhật này đúng không chủ nhật này là mình đã chia sẻ với các anh chị về những cái buổi training nội bộ nhá nên là các anh chị nào mà hiện tại mà chưa có ai hỗ trợ đúng không về điểm mua cổ phiếu nhá và phân tích những cái cổ phiếu khỏe để chúng ta có thể tầm ngắm trong nhịp tới cũng như là có những cái buổi training nội bộ để chúng ta sẽ có được những cái uh, cái kiến thức cũng như là có được cái phương pháp chúng ta có thể chủ động được trong giai đoạn tới thì có thể liên hệ với mình để tham gia vào dù khuyến nghị nhé thì đấy là là về cái view về thị trường chung mình muốn chia sẻ với các chị còn về cổ phiếu thì sao đây về cổ phiếu tốt những cổ phiếu sẽ bùng nổ mạnh thì chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu như thế nào thì mình có chia sẻ với các chị rồi là uh, trong cái nhịp này chúng ta sẽ tập trung đến nhóm bất động sản nhé thì những cổ phiếu bất động sản đầu tiên này mình sẽ đánh giá là DPG sẽ là một trong những cổ phiếu có tiềm năng là siêu cổ được chưa bởi vì chúng ta nhìn này, nếu như ngày hôm nay nó là một cái phiên đảo chiều thành công nhá. Mà con DPG này là một trong những cái con bùng nổ lên trước thì thậm chí nhá. Một vài phiên tới có thể là nó sẽ còn test cùng ở đây, test cùng ở đây. Và phiên nào mà thị trường của chúng ta này này, mình sẽ so sánh vào đây. DPG. Phiên nào mà thị trường của chúng ta này, nó có một cái cú bật lên. Đây. Ví dụ này. Thị trường một vài phiên tới có thể là nó sẽ còn test cùng ở đây. Các bị test cùng ở đây. Nhá test cùng ở đây sau sau đó này nó mới bật lên thấy chưa test cùng ở đây sau đó nó bật lên thì những cái phiên bật này, này chắc chắn những cái con DPG này nó sẽ làm sao cũng sẽ bùng nổ tiếp theo và gần như các anh chị nào mà không để ý đến nó là nó sẽ làm sao và sóng và đi lên và đi lên thẳng tắp luôn đấy nhá nên là DPG là một trong những cái cổ phiếu chúng ta chú ý nó có thể là siêu cổ đấy nên là nếu các anh chị nào mà có vị thế rồi thì ok nhá còn chưa có vị thế thì trong những cái nhịp sắp tới nếu mà nó test cung ổn đúng không đấy mà nó có những cái cú điều chỉnh bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể nhảy vào mua chưa? Hoặc là nếu mà nó có hai phiên bùng nổ liên tiếp nhé Thì đấy nó cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể đặt cược được hai phiên bùng nổ liên tiếp nó sẽ là cái điểm đặt cược được cho chúng ta Đấy Hiện tại mà bảo thị trường này nó có hai phiên bùng nổ liên tiếp thì cũng 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 hơi khó đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng không được loại trừ cái trường hợp như vậy. Được chưa? DPG này rất dễ là nó sẽ là một trong những siêu cổ đấy, chúng ta phải chú ý cho mình. Nó là một trong những cổ phiếu bất động sản nó bật lên đầu tiên và chúng ta nhìn này, trong một cái quá trình thị trường nó giảm này, gần như là con này đi ngược luôn. Đấy, nó cứ thế là nó cứ thế nó cái đáy của nó cứ nâng dần này được chưa đáy nó cứ nâng dần này và những cái thời điểm này, này đấy thời điểm thị trường nó bị rũ này thì những con này nó kiệt thanh khoản bắt đầu có tiền mồi các anh chị nhìn thấy không phiên tiền mồi này và phiên này nó phiên bùng nổ này đấy thì thị trường của chúng ta nó rất là đẹp à, cổ phiếu này rất là đẹp nhá thì đây nó sẽ là một trong những cái siêu cổ đầu tiên mà chúng ta phải chú ý được chưa điểm mua thì các anh chị sẽ canh những cái thời điểm mà nó nó test cung ở những cái đoạn sau thôi nhá test cung đoạn sau để các anh chị có thể mua và đặt cược được nhá miễn là nó không bị làm sao đấy ví dụ là nó điều chỉnh với những cái vùng dưới này này miễn là nó là nó không bị lấp đi mất cái cây tăng của ngày hôm nay là nó không bị dưới 54 thì các anh chị cứ cầm thoải mái nhá nó có tiềm năng là một siêu cổ đấy chúng ta phải chú ý cho mình ờ, tiếp theo là KDH KDH thì chúng ta thấy này à, cũng là một cái vùng mà thị trường nó đi và kiệt thanh khoản đi nó có những cái nhịp mà nó hồi phục lên đến đỉnh sau đó test lại cung này đấy, bị rũ nhẹ này và bắt đầu có cái lực cầu vào chớm cầu vào được chưa? đấy đây, cầu vào nó cứ rất là đều thì đây cũng là một trong những cổ phiếu mà nó có tiềm năng bùng nổ nhá đấy những cái con như KDH này rất có tiềm năng bùng nổ nếu như mà trong những phiên sắp tới này, này, thị trường của chúng ta ổn được chưa hoặc kể cả thị trường này nó test cung nhưng mà những con này nó bùng nổ lên chúng ta hoàn toàn có thể đặt cược ở những cái điểm bùng nổ như vậy nhá đấy, những thời điểm này bùng nổ là các anh chị nên đánh nên đánh mạnh dạn cho mình sai thì chúng ta về chúng ta sửa chúng ta cắt sau đấy chứ nếu mà nó bùng nổ lên tiếp thì thật sự là chúng ta không còn cơ hội đâu mình lấy ví dụ này Viettel Post ở những cái vùng này được chưa nhá đây này những cái cú này, này nó bùng nổ lên này và nó làm sao nó chạm đúng cả thì ai cũng nghĩ là nếu mà đu ở những cái phiên này cây trần đúng không thì gần như là gọi là gì rủi ro bởi vì là phiên này một phiên trần mà nó đang chạm cả thì kiểu gì nó cũng sẽ có chỉnh thôi nhưng mà chúng ta nhìn này phiên sau thì gần như là sao nó lại tăng trần một cây nữa đấy và nó nó bỏ xa nhà đầu tư luôn và ai mà không có những vị thế dưới này gần như là những con này nó vào sóng đi thì không ăn được gì cả được chưa đấy nên là chúng ta phải chú ý nhá những cái con mà nó bật trước khi mà thị trường nó mở biên này này để những cái thời điểm này những cái con như uh, Viettel Post này nó bùng nổ ở cái thời điểm mà thị trường nó còn đang test cung nhá thì những cái đoạn sau ấy nó nó lại còn chạy mạnh hơn được chưa nên là cái chị chú ý cho mình nhá nên là Minh mới nói là DPG này là một trong những cái có thể nó sẽ là một trong những siêu cổ đấy Đấy. Mình đang thấy là nó đang mập mờ nó là siêu cổ rồi Trước đó là đã có phân tích với các anh chị rất là nhiều rồi đúng không Đấy. Và kể cả trong du khuyến nghị là mình cũng có đề cập là lấy con này rồi Đấy. Ở vùng gom là gom ở những cái vùng 52 đấy Được chưa đấy Còn thậm chí là cái ngày thứ sáu là cũng đề cập các anh chị lấy ATC rồi Trước mắt thì nó sẽ có vùng cản ở đây Nhưng mà không quan trọng các anh chị ạ Đấy, không quan trọng nhá nó sẽ nếu mà nó kéo lên đến đây nó test lại một tí siêu cổ nó sẽ lại bùng lên luôn nhá nên là chúng ta phải chú ý cho mình nếu mà muốn đánh sớm ấy, ngày mai ngày kia mà nó gọi là gì nó test cùng bình thường ở đây này thì nên lấy nhé nên lấy nên lấy và cược được ở những vùng này được chưa đối với DBG nhé KDH này KDH thì chúng ta cũng có thể cược được cho mình ở những cái vùng khoảng 30 38 đi 38 nó sẽ là những cái vùng chúng ta cược được còn ngày mai mà nó bùng nổ lên luôn thì các anh chị hoàn toàn có thể nhồi thêm được cho mình nhé bùng nổ lên luôn thì nhồi được Đấy, rất dễ là những con này nó sẽ bùng nổ trong trong giai đoạn sắp tới đấy, nhìn thế này thôi sắp sắp bùng nổ rồi đấy nam long cũng thế này rất dễ những con này nó sẽ bùng nổ sắp tới và chúng ta nhìn này có thể là thị trường nó sẽ là những cái fintech test cung nhưng mà con này nó sẽ bùng nổ lên trần và nó sẽ chạm cản lúc đấy chúng ta nghĩ là ok chạm cản rồi thì chúng ta sẽ chờ đợi một vài phiên tới nó chỉnh để đánh nhưng mà không nó lại sao phiên sau thị trường mở biên phát và nó lại tăng trần một cây nữa thì gần như là chúng ta bị bỏ lỡ luôn đấy và nó vào sóng thì gần như là đoạn sau không ăn được tí nào đấy nên là các anh chị phải chú ý cái dạng của siêu cổ nó sẽ đánh theo kiểu như thế nha và nó sẽ thường đánh lên trước khi mà thị trường nó nó rõ ràng đấy nên là chúng ta phải chú ý ngày hôm nay dpg bùng lên là đẹp này bên cạnh dpg thì có con bvs này cái form nó cũng tương tự nhưng mà minh lại không không đánh giá cao con bvs bởi vì là chúng ta phải nhìn về một cái trạng thái đó chính là uh, BV, uh, dpg ấy. thì nó đang là một trong những cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy là nó có cái sự đồng thuận của của cả sóng ngành đúng không ạ đấy sóng bất động sản thì chúng ta thấy là nó cũng đang có cái sự đồng thuận ví dụ như ngày hôm nay PDR đúng không bật hồi lên rất là tốt đấy những cái cổ phiếu mà mình có đề cập với các chị là những con này nó rũ về những vùng 20 này này các chị hoàn toàn có thể lấy được đúng không đây đâu rồi trong cái file chiến lược đây này. đây PDR này 20 đến 26 này đúng không ạ đấy những cái vùng quanh quanh đây, 26 đúng không đấy thì các anh chị hoàn toàn có thể lấy được được chưa ngày hôm nay nó bùng lên một phát 5 phần trăm hay đế gỡ thế này 14.5 này là một cái vùng mà mình đề cập các anh chị mua này đến 15 này được chưa đến ngày hôm nay nó cũng làm sao cũng bùng lên một cây 4 phần trăm thì mình thấy là bất động sản nó đang có cái sự đồng thuận nhất định hay là kể cả Vinhome cũng vậy đúng không Vinhome cũng là một trong những cổ phiếu mà mình đề cập nó nằm ở cổ phiếu nhóm một là những cổ phiếu mà nhịp vừa rồi nó hồi khỏe và bây giờ nó đang điều chỉnh thì rất dễ là những con này nó sẽ làm sao sau cái nhịp điều chỉnh này nó sẽ bật hồi lên rất là nhanh nhưng mà vinhome này thì không thiên về trạng thái đánh đánh chung dài hạn được nên là mình mình không đề cập anh chị đánh mà chỉ đề cập là ai thích đánh ngắn thì đánh là những cái thời điểm mà nó test lại em 20 thôi được chưa đấy ngày hôm nay chúng ta thấy bất động sản nó cũng bật lên cũng tương đối là đồng đều chứ đúng không dpg này năm phần trăm này vinhome năm phần trăm này pdr năm phần trăm này dg bốn phần trăm này được chưa còn chứng khoán thì chúng ta thấy là nó không có cái sự đồng thuận nhất định Nhờ, chứng khoán này nó không có cái sự đồng thuận lắm đa số là chứng khoán thì vci đang ở đáy này chợ cts mbs này chờ, nó chưa có những cái form mà nó gọi là gì ở kênh trên để đánh lên nhá nó không có cái sự đồng thuận nhất định nên là mình thấy là hiện tại thì mình đang có cái sự thiên hướng nhiều hơn về về bất động sản nhá và ví dụ như là dpg này và bvs nó cùng form nhưng mà mình thiên về trường hợp là dpg này nó sẽ là siêu cổ nhiều hơn là bvs nhá Đấy. Chúng ta phải chú ý cho mình một cái điều này như thế. Và chúng ta nhìn ấy, cái vùng thanh khoản của DPG nó cũng kiệt dần chứ nó không phải là thanh khoản nó cứ ngang bằng như con uh, BVS này. Đây DPG này chúng ta nhìn này. Nhìn thấy chưa? Thanh khoản của nó làm sao? Kiệt dần cơ mà. Đấy và cái vùng này nó đi lên từ những cái vùng kiệt thanh khoản. nghĩa là cái lực cung của thị trường nó cũng đang cạn kiệt rồi. Đấy nó có kéo lên đến đây, chưa chắc cái lực cung của nó đã nhiều cơ. Đấy mà nó có thể nó sẽ đánh lên thẳng tắp luôn. Thì đấy nó sẽ là cái form dạng của siêu cổ nhá. Uh, bên cạnh DPG này, KDH này, có HDG nữa. Đấy, HDG cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý. Đấy, nó đang ở một cái trạng thái form tích lũy này, được chưa? Và thanh khoản nó cũng kiệt dần. Con này thì nó đang đi gọi là diễn biến sau. Nhưng mà nếu mà nó cũng có những cái phiên gọi là bùng nổ lên và nó vượt được cái nền khoảng 29 này này, nó cũng là những cái điểm mà chúng ta có thể tự tin đánh nhồi và gia tăng được nhá. Có những cái vùng này là những cái vùng gom mình vẫn đề cập rồi đúng không ạ? Từ 27 đến 28 là những cái vùng gom mà chúng ta phải phải gom sẵn đi đấy, đến lúc mà nó bùng nổ lên ấy, thì mới dám đánh đấy chưa? đến lúc nó bùng này xong nó bùng cây nữa này thì lúc đấy nghĩ là chạm cản rồi không ngon nữa nhưng mà nó chỉ cần test vài quả đây này hấp thụ vài phiên này nó lại kéo lên thì đấy nó sẽ là siêu cổ nhá chú ý cho mình uhm. đấy là về nhóm bất động sản nha. DG thì chúng ta để ý này là DG thì mình cũng có chủ trương là đánh nó đến tầm 16 x thôi. đấy nghĩa là sao? nó bật được vượt cái đỉnh này khoảng một chút khoảng 165 đến 168 thì nó sẽ là những cái vùng chốt nhá nó sẽ là một cái vùng chốt lời và ăn được khoảng đâu đó 15% là quá tuyệt vời rồi đối với những cổ phiếu mà nó không có cái cấu trúc tích lũy và nó là những cổ phiếu kênh dưới thì mình sẽ thiên hướng đánh nó theo cái kiểu là đánh ngắn thôi nó kéo lên đến đây nó sẽ lại rũ lại về dưới này và nó sẽ đi theo cái kiểu là Sideway up đi lên đấy sideways up Đấy chưa chứ nó không phải là những cái cổ phiếu mà chúng ta đánh gọi là đánh siêu cục như là DPG này hay là HDG này được hay là KDH này được nhá hay là Nam Long này được được chưa thì đấy là một cái điều chú ý nhá Nam Long này các anh chị cứ chú ý cho mình kể cả nó có một cái phiên bùng nổ lên đến đây nhá phiên bùng nổ lên đến khoảng 44 đấy. mà lúc ấy thị trường của chúng ta nó nó vẫn test cung thôi thì nó là những cái điểm mà các anh chị hoàn toàn có thể làm sao đu trần cũng được được chưa bởi vì là những cái đoạn này chúng ta nên cược nên cược nhá còn không muốn đu ở những vùng đấy thì tốt nhất là ở những vùng này có nền này nên gom trước đi để chậm lên đến đấy thì còn dám gia tăng nhá chứ nó đang ở những cái vùng cản ngắn ở đây này đấy thì mình thấy là nó chỉ cần bứt ở đây thanh khoản lớn ấy, là nó sẽ làm sao nó sẽ kéo kéo tăng mạnh tăng trần luôn đấy nên là chúng ta chú ý bất động sản này đấy là những cái cổ phiếu uh, gọi là chúng ta sẽ chú ý cho một cái form siêu cổ nhá khi mà thị trường của chúng ta vào sóng được chưa ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ với các chị về một số cổ phiếu nữa này ngày hôm nay chúng ta thấy là IMP này tăng trần đúng không? đấy một trong những cổ phiếu mà mình cũng có phân tích với các anh chị từ trước rồi. nhưng mà quan trọng là con này nó nó sau chia thì cũng chưa nói lên được điều gì. đấy chúng ta nhìn là sau chia con này bùng nổ tăng trần luôn. Nhá. cũng khá là hay. nhưng mà mua những con này thì khó. ngày hôm nay chúng ta thấy là có BVS tăng mạnh này, DPG tăng mạnh này, đấy. VCI tăng mạnh này. nhưng mà VCI đi bật từ đáy lên thế này thì thì không có tiềm năng gì rồi nhé. PDR này, đấy. Dg này FTS này thì cũng chưa có gì các anh chị ạ cả của nó vẫn ở trên này được chưa những cái vùng này thanh khoản của nó nhiều quá đúng không? giao động thanh khoản lớn quá nên là những cái vùng trên này rất à, vẫn còn rất là nhiều cả nhá. À. Masan này đúng không? Đấy Masan đề cập các anh chị về vùng 73 đấy để các anh chị gom ấy. Đấy nó là những cái vùng test test kênh này. Đúng không ạ? một cái kênh xu hướng này nó chạm vào vùng cản trên này nó lại test về những cái vùng cản dưới thì nó đang đi theo cái kiểu sideways up đi lên đấy đang rất là hay nhá nhưng mà những con này thì chúng ta đánh từ những cái vùng dưới này này lên đến những cái vùng trên này mà nó bùng nổi nó sẽ là những cái vị thế rất là tốt nhé nên là những cái vùng này chúng ta hoàn toàn có thể đánh được từ những cái vùng 73 lên đến những cái vùng 78, 79 chốt lời được nhé khá là hay GVR GVR Đoạn này cũng kiệt thanh khoản có thể chú ý được. Đấy, một cái cấu trúc tích lũy ở đây. Nhá, một cái cấu trúc tích lũy ở đây. Có một cái vùng cản là cái vùng khoảng 36. Thì chúng ta xem xét ở những cái vùng này nó có những cái trạng thái bùng nổ thanh khoản vượt lên hay không nhá. Trước đó nó đã bùng nổ một lần và nó bị uh, bị xịt rồi đấy. Thì đoạn này xem nó có bùng nổ ta đánh lại không. Chúng ta nhìn thấy là nó cũng đang có những cái trạng thái uh, xu hướng hướng lên đấy Nhưng mà con này mà nó không có thanh khoản đánh lên thì khả năng lên đến cản này thì nó lại bị làm sao? Lại bị điều chỉnh xuống. Nhá. Nếu mà thanh khoản nó đánh lên yếu ấy, thì nó sẽ lên lên đây nó sẽ lại bị điều chỉnh xuống. Chưa có gì hay cả. BCM nha. BCM chúng ta cũng phải chú ý cho mình nha. Con này nó gần như là cái đoạn này điều chỉnh này nó cũng gần như là nó đi ngang. Và nó đang kia thanh khoản. Nó đang kia thanh khoản. Với cái cấu trúc của nó cũng là một cái cấu trúc đi nền ngang đấy. Thì những con này chúng ta nhìn này nó cũng đang bị rũ này nó mà tự nhiên ở đây nó có một cái phiên bùng nổ nhá đấy quan trọng là nó bùng nổ thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể cược được nhá những cái đoạn này bùng nổ nó rất dễ là nó sẽ đánh lên đấy, những cái đoạn này bùng nổ các anh chị đừng có đừng có nghi ngờ là nó bung cháp nhé cứ cược được cho mình thì cược được còn những cái lúc mà thị trường nó ở trên cao này bùng nổ này các anh chị mới mới nghi ngờ còn những cái lúc mà thị trường nó đã cho những chúng ta những cái điểm đảo chiều này nó bùng nổ đi lên đấy các anh chị cứ thoải mái nhé giống như là những cái điểm này đấy những cái điểm mà thị trường nó xác nhận đảo chiều này chưa? và nó có những cái phiên mà nó gọi là tiết cung này mà cổ phiếu bùng nổ lên như là việt post đúng không thì chúng ta cứ thoải mái mà đánh thôi chưa? nhóm banh thì nhóm banh thì mình cũng chưa thấy một cái dấu hiệu nào của sóng ngành nhóm banh thì mình chưa thấy vpi này vpi này tích lũy nền ở trên cao này con này cứ phải bùng ở hạng tính nhé cứ bùng nổ vượt được cái nền này rồi hạng tính Đấy, MWG này đúng không test về những cái vùng hỗ trợ lại bật lên ngay được chưa nhưng mà những con này thì chỉ là đánh ngắn hạn đó thôi nhá đấy ví dụ chúng ta đánh từ biên dưới này lên biên trên này chúng ta chốt thế thôi chứ những con này chúng ta cũng không có cái form để đánh đánh chung dài hạn được đấy nếu mà các chị đánh siêu cổ ấy, thì hãy đánh những cái cổ phiếu mà nó có cái form tích lũy nhá đây NAB này các anh chị có nhớ không là những cái cổ phiếu mà mình đã phân tích với các anh chị từ trước rồi đấy đấy và đoạn này nó bật tăng trần đấy, nó bật tăng trần Mà ngày hôm nay nó lại tiếp tục kéo lên nhẹ đấy thì chúng ta đối với những con này gọi là những cái con mà gọi là gì nhỉ chúng ta sẽ đánh ngắn và ăn những cái nhịp bật hồi lên của nó đúng không đấy thì các anh chị hoàn toàn có thể mua ở những cái vùng dưới 15 3 này đến 16 này được chưa Xong đến những cái vùng trên này chúng ta chốt là được đúng không đấy, những cái con này là những cái cổ phiếu một là những cái cổ phiếu mà nó hồi tốt trong cái nhịp hồi đấy thì chúng ta sẽ đánh ở những cái thời điểm mà nó làm sao thị trường nó bị điều chỉnh những cái con này nó chiết khấu đấy thì những cái con mà nó đã có cái động lực tốt ấy, thì đoạn sau ấy, nó sẽ bật hồi đến rất là mạnh nhá nhưng mà những con này chỉ đánh ngắn cho mình thôi đấy theo mình là những cái vùng quanh quanh đây 17 6 đến 18 này chúng ta có thể chốt được nhá có thể chốt được bình minh này là một trong những cổ phiếu đi ngược chúng ta có thể chú ý này dpm dpm thì uh, đây là một phiên test cung này test cung này chúng ta phải xem xét những phiên sau nếu như mà uh, trong những phiên sắp tới mà con này nó không không lấp lại cho chúng ta được cái phiên uh, mà nó bị rụt đầu này thì chắc chắn là con này nó sẽ còn làm sao nó sẽ còn đi ngang và điều chỉnh nên là với các anh chị nào mà đánh nó từ những vùng dưới này thì có thể chốt lời được cho mình nếu như mà nó những cái phiên sắp tới mà nó không không lấp lại cho chúng ta được cái phiên này nhé nó phải có một cái phiên bùng nổ lên thì nó mới đẹp được chưa? Nó phải có một phiên bùng nổ lên nó mới đẹp. Còn không mà nó cứ đi ngang này thì thôi các anh chỉ chốt lời cho mình được nhá. Cái phiên này là một phiên test cung thì chúng ta cũng thấy là nó bị bán rụt đầu thì nó cũng hơi xấu nhá. Nên là mấy phiên tới mà nó cứ đi ngang này thì nó sẽ chúng ta sẽ nên chốt lời. Còn mà nó có những cái phiên mà nó bùng nổ đi lên ấy, thì nó sẽ là những cái điểm tốt. Đấy, NTP này, đấy, chạm hai đỉnh hôm nay bị rũ. Con này bị rũ khá là kinh đi nhỉ với form này thì mình đánh giá là nó sẽ làm sao nó sẽ về biên dưới nhá nó sẽ về biên dưới đấy cái đoạn này này chúng ta để ý này đoạn này nó bắt đầu nó chạm cản đúng không đấy nếu mà các anh chị nào ấy mà gọi là gì nhỉ đánh vội mà các anh chị gọi là mua ở những vùng lưng chừng này thì rất là khó được chưa nhưng mà nếu mà chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu ấy, một là nó đánh thẳng lên đi được có một phiên bùng nổ một phiên test cung và phiên sau nó làm sao nó đánh bùng nổ liên tiếp thì lúc này chúng ta có thể đánh ngắn được nhá nhưng mà nó làm sao nó bùng nổ xong này thì nó lại bị xịt này. thì nhiều khả năng nó sẽ còn bị test lại nên là đối với NTP thì mình đánh giá là nó sẽ test lại về những cái vùng 60 nhá. Nó sẽ test lại cái kênh này. BWE thì cũng đang đi theo một cái xu hướng hướng dần lên, đang bám theo EMA 20 cũng khá là hay. Có thể chú ý được. Đấy thì đấy là một số những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý. Đấy. thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cứ chú ý cho mình những cái cổ phiếu bất động sản như sau, KDH, được chưa? DPG hay là HDG được chưa? Nam Long thì đấy là những cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý trong trong những phiên sắp tới nhá khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái điểm đảo chiều đấy, và có những cái điểm test cung thì chúng ta sẽ chú ý là xem những cái này nó có bùng nổ đi lên hay không được chưa? bùng nổ chúng ta có thể nhồi thêm được còn bây giờ các anh chị nào mà uh, gọi là cược trước được thì vẫn được nhá bây giờ các anh chị cược vẫn được đấy ví dụ như là Nam Long này vẫn là nền này thì các anh chị cược trước đi chứ đến lúc mà nó bùng nổ lên rồi xong các anh chị này lại cũng không dám mua nữa ấy. thì cũng cũng khó đúng không đấy như DPG này là chúng ta phải cược ở những cái vùng dưới này này đấy thì đến đoạn mà nó bùng nổ lên này chúng ta mới đánh được được chưa ok thì đấy là về cái phong của thị trường chung của chúng ta nhé chốt lại một điều này là hiện tại thị trường của chúng ta nó đã có những cái phiên gọi là có lực cầu vào được chưa nó đang có những cái phiên có lực cầu vào và điều quan trọng ấy là lực cầu này nó phải duy trì cho chúng ta một cách đều đặn được chưa Đấy và cái lực cầu này nó phải vào một cách đều đặn. Và nếu mà lực cầu này nó khỏe ấy, thì nó sẽ phải đi tìm một cái 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 nhóm ngành để nó vào vào lớn thì sau đó nó mới kéo được cho chúng ta một cái nhịp uptrend nhá. Nên là trong cái nhịp mà thị trường nó hồi lên này này, chúng phải chúng ta phải đi tìm một cái sóng ngành dẫn dắt thị trường. Được chưa? Và có thể nó sẽ là nhóm banh, bất động sản hoặc là chứng khoán. Đấy ba cái nhóm mà nó nó dễ kéo thị trường đi lên nhất thì chúng ta phải chú ý tập trung vào những cái cổ phiếu như vậy. Còn hiện tại thì mình đang tập trung nhiều hơn vào nhóm bất động sản thì các anh chị nào mà muốn tham gia thì có thể các anh chị nào mà muốn theo dõi về cổ phiếu ấy, về những cái điểm mua sắp tới thì có thể tham gia vào dung khuyến nghị của mình nhá đấy, tham gia dung khuyến nghị thì mình sẽ đề cập về các anh chị về điểm mua nên là chúng ta phải chú ý này trong đoạn sắp tới mà nó hồi này nó mà đi kèm với gọi là gì sóng ngành ấy thì gần như là các anh chị đánh full margin cũng được được chưa đánh full margin cho mình luôn đấy đến ngày hôm nay mình có đề cập là đến cuối phiên này mà nó có một cái trạng thái tích cực của lực cầu vàng các anh chị có thể đẩy tỷ trọng lên thành 100%. Đấy trước đó là các anh chị đánh 5 70%, 50%. Nhưng mà sau phiên ngày hôm nay mà nó kết phiên, nó là một cái phiên tích cực và nó là một phiên mà nó có lực cầu vào. Được chưa? Như phiên ngày hôm nay thì các anh chị hoàn toàn có thể đẩy lên cho mình được 100% nhá. Và trong đoạn tới mà nếu mà chúng ta đánh cổ phiếu nào mà nó không hiệu quả, chúng ta sẽ đảo dần. Được chưa? Và tìm ra những cái siêu cổ để chúng ta đánh. Đấy, quan trọng là đoạn tới là phải tìm siêu cổ thôi. Trước mắt là chúng ta sẽ đánh giá là DPG là một trong những cái siêu cổ có tiềm năng làm siêu cổ nhất, Tiếp đến đó chính là kdh, lại chúng ta sẽ chú ý nhé. bvs cũng có thể chú ý được nhưng mà con này thì sẽ mình đánh giá là nó thấp nhé, đánh đánh giá thấp. ngày mai nó chỉ là những cái phiên bật lên thôi, nó sẽ thiên về cái trường hợp là chúng ta đánh ngắn hạn hơn, được chưa? thiên về trường hợp đánh ngắn hạn hơn. để mình xem còn có cổ phiếu nào hay thì mình chia sẻ nốt, không thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây, nhá. chưa có gì này bản chất thì mình thấy là chưa có gì cả những con khác thì chưa có gì mình chỉ thấy nhìn thấy nhóm bất động sản là nó đang có những cái tín hiệu thôi nhá đang nhìn thấy nhóm bất động sản đang có tín hiệu còn vào phiên ngày mai nếu mà thị trường nó tốt thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những cái tín hiệu tiếp theo đúng không Đấy bên cạnh bất động sản có thêm con bcm này nữa giờ, con bcm này cũng chú ý được này còn những cái nhóm thép thì thôi nhá nhóm thép thì đoạn này không dẫn được đâu đang nằm tận dưới đáy xã hội thì làm sao dẫn được chưa? BR này, à đấy, BTR nữa này, được chưa? chúng ta cũng chú ý được cho mình nhá. Đấy, cái đoạn này nó đang là những cái đoạn mà nó test lên đến đỉnh rồi nó bị rũ. Nếu như vậy, nếu như mà đoạn tới nhá, nó gọi là hồi phục nhẹ lên đây Được Thì chúng ta sẽ làm sao? chúng ta đánh ở dưới này chúng ta sẽ chốt ở đây còn trong trường hợp mà nó đánh lên theo cái kiểu mà có cái lực cầu và khỏe đấy chưa lực cầu và khỏe nó đánh vượt lên thì chúng ta có thể làm sao nhồi thêm được nhá BSR cũng là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà nó có cái cấu trúc tích lũy hay đấy chưa tuy nhiên thì nó không đi theo sóng ngành nên là mình thấy là nó sẽ sẽ hơi khó nó sẽ hơi khó nó sẽ đánh vào những cái trường hợp cổ phiếu riêng lẻ nhiều hơn nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý cho mình nhá đấy, nó vẫn còn những cái game chuyển sàn đấy chúng ta đừng có quên nó sẽ giống như là Viettel Post đấy nha đừng quên đừng quên nếu mà cược dần thì có thể cược ở những cái vùng dưới này bây giờ cược dần ở những vùng dưới này đấy trong trường hợp mà nó chưa vào sóng ấy nó sẽ đánh theo cái kiểu là lên nhẹ nhàng ở đây xong sau đó này lại có một phá rũ này phá rũ kiệt von này xong sau đó nó mới đánh giống như viettel Post này đấy, đấy. có một nhịp kéo hồi lên rồi sau đó nó rũ này rũ xong mà nó mới vào sóng này nha nên là chúng ta cũng phải chú ý xem là xem mà đoạn này nó đánh lên gọi là đánh lên đánh lên một mạch luôn hay là nó sẽ đánh theo cái kiểu gọi là lên từ từ nhá lên từ từ thì khả năng còn rũ còn nó đánh lên một mạch thì các anh chị hoàn toàn có thể đu được đấy chưa đu để cược cược mà hàng về không không ổn thì thôi thoát ra luôn nhá đấy <laughs> những cái đoạn này là chúng ta đánh là phải phải quyết liệt lên đấy chưa phải quyết liệt lên đấy cái vấn đề quyết liệt này thì mình cũng có chia sẻ với các anh chị từ trước rồi đúng không là khi mà thị trường của chúng ta ấy, nó xác định cho chúng ta đây nó là một cái trạng thái lps là một cái trạng thái mà uh, test trước khi mà thị trường vào sóng đấy chưa thì nhá thì sau đó này sẽ có rất là nhiều sơ cổ xuất hiện và những cái thời điểm này chúng ta phải đánh quyết liệt và thờ, thường nhé là trong những cái nhịp mà thị trường nó hồi phục cái này này đấy những cái cổ phiếu này nó sẽ bùng nổ đi lên và trong cái thời điểm mà thị trường nó vừa mới bị rũ xong ấy mà nó bùng nổ ấy, nó là những cái tín hiệu tốt nhá còn những cái thời điểm mà thị trường nó đang treo ở những cái vùng cao ấy mà những cái cổ phiếu mà nó bùng nổ lên ấy nó lại là những cái tín hiệu mà nó làm sao nó để nó nó thu hút nhà đầu tư vào đấy sau đó nó lại rũ nó là những cái cú bùng nổ xịt ấy, đúng không như là kdh này đấy những cái cú bùng nổ của KDH này là nó ở những cái thời điểm mà thị trường nó không không thuận đấy chứ đúng không? Đấy những cái thời điểm mà thị trường nó đang treo ở vùng cao này, Mà tự nhiên nó bùng nổ thì chúng ta cũng phải phải chú ý nhá, phải chú ý đấy và đoạn sau chúng ta nhìn để bùng nổ xịt phát là thôi, phải thoát luôn đúng không? Chứ đừng có dây dưa gì làm dây dưa gì đúng không? Thì đấy là là cách chúng ta nhận diện được chưa? Còn nếu mà nó bùng nổ ở những thời điểm mà thị trường nó vừa mới sau chỉnh này thì nó quá là yên tâm còn gì? đây bùng nổ sau những cái cú mà ảm đạm và điều chỉnh này nó bùng nổ lên được thì nó là những cái điểm bùng nổ quá yên tâm, sau đó nó vào sóng luôn, đúng từ chân sóng luôn. đấy các anh chị nào mà giữ từ những cái vùng dưới này, đây có phải là siêu cổ không? quá siêu cổ chứ còn gì nữa? ăn 90% mươi nhá. thì đấy là là nội dung mà ngày hôm nay mình muốn trao đổi với các anh chị nhá. ok ạ, à. vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau. bye bye.